bạn thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một cái app. Cái app này nó có tên là Trình Tạo Video Có Ảnh Có Nhạc. Các bạn nếu như dùng iPhone thì các bạn vào App Store, còn nếu như các bạn dùng Android các bạn vào CH Play, sau đó các bạn chọn, các bạn đánh cái chữ này Movie Studio nhé, thì nó sẽ lên cho các bạn rất là nhiều. Đó, thế thì chúng ta sẽ tìm vào cái hình đây, Trình Tạo Video Có Nhạc Movie Studio Slideshow để xem và sửa ảnh. Được đánh giá là 4,9 sao, có 23 MB và hơn 50.000 người tải đây các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ ấn về và các bạn sẽ ấn vào cài đặt. Các bạn chờ nhé, các bạn chờ một chút để nó sẽ cài đặt cái trình này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Đấy, các bạn thấy rằng là ở đây đã có những cái yêu cầu chúng ta phải cho phép. Nhưng mà nó là một quảng cáo đúng không? Chúng ta chọn cho phép. Đó, các bạn nhìn thấy ở trên giao diện chính sẽ có home này, record này, keyword này, fit, public này, view này, family effect, rất là nhiều kỳ nghỉ đúng không? Chúng ta sẽ chọn ở đây, chúng ta sẽ chọn ở đây những cái mẫu đang hot. Ví dụ như chuẩn bị sắp đến Giáng sinh đúng không các bạn? Thế thì chúng ta sẽ chọn những cái mẫu đang hot này, new web này này. Đấy, cái new hot này nhá. Đấy, các bạn sẽ vào cái new hot này nhá. Đây, ví dụ các bạn sẽ chọn xem tiếp vào đây này. Đó, đây là toàn bộ những cái mẫu mới nhất về Giáng sinh, Noel đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm vào một mẫu nhé các bạn nhé. Cái này thì chúng ta chỉ cần chuẩn bị ảnh này, rồi sửa chữ thôi là chúng ta sẽ có được cái đoạn video rất là ấn tượng. Đây các bạn sẽ xem cái video trước mắt này. Đó. Đấy, các bạn thấy có đẹp không? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta sẽ tạo ra được cái video như thế này nhé. Bước 1 là các bạn chọn vào cái giao diện mẫu, sau đó các bạn chọn vào User Now này. Đấy. Đó, ở trên cái ảnh này ấy, thì nó yêu cầu chúng ta là có, xem nào, 17 bức ảnh. Đó, đây nha, ví dụ như ở đây thì có, sẽ có từng ảnh một đúng không? Chúng ta sẽ ấn vào cái hình bức ảnh này để chúng ta thay ảnh này. Đấy, các bạn sẽ chọn ảnh nhá. Các bạn sẽ chọn ảnh vào đúng không? Đó, các bạn sẽ chọn ảnh vào để các bạn đưa vào 12 này. Đấy, các bạn sẽ chọn hết đủ ảnh vào nhá. Cho nó đủ ảnh nhá. Đó, khi mà nó báo là đăng có nghĩa là xong rồi ấy, thì các bạn ấn vào đây, 19 ảnh đã được xong đúng không? Rồi bây giờ các bạn có thể là như thế này, các bạn sẽ vào cái chỗ Merit Mark này, các bạn sửa chữ này. Đấy, một là các bạn để yên, hai là các bạn có thể viết lại, viết lại cái chữ của mình đây, ví dụ Merit Mark này, Hằng Vlog chia sẻ, chia sẻ mẫu app mới. Đó, ví dụ thế nhá, các bạn ấn vào đây và nhìn thấy cái ký tự là 46/55. Đó, thế thì chúng ta có thể thêm vào một đây nữa là thêm cái số điện thoại của mình chẳng hạn, 083439 7, à 54567567. Đó, thế thì bây giờ mình sẽ ghi vào, bỏ cái chữ mẫu này đi. Đấy, chia sẻ app mới. Đấy, sau đó 083439 7 567. Rồi, ok, xong. Như vậy là nó sẽ tích hợp luôn cái hiệu ứng ở trong này các bạn nhé. Đấy, đây là bây giờ các bạn sẽ xem này. Đây, cái này là nó đang bắt mình đăng ký. Nó đang bắt mình đăng ký. Đó, thế thì mình cứ bỏ qua cái này đi đã. Đây, mình sẽ bỏ qua cái này đi đã. Và mình xem này. Sau đó các bạn chọn export này. Đây các bạn để dính cái này xuống đây, sau đó chọn export nha. Nó chạy hết 100% là các bạn sẽ được cái video mẫu này. Đó, thế thì mình giới thiệu luôn với các bạn là nếu như các bạn mua bản Pro thì nó sẽ rơi vào khoảng 97.000 một tháng các bạn ạ. Đó, 97.000 một tháng mà chúng ta sản xuất ra những cái video nó đỉnh cao như thế này thì 97.000 là một cái chi phí mà tôi cho rằng là rất là đơn giản thôi đối với lại những bạn mà sản xuất video đơn giản và làm việc trên online. Đó, thì đây là một cái công cụ. Còn ở những cái phần mà miễn phí của nó thì cũng có những cái ứng dụng và cũng những cái hiệu ứng đã rất là đẹp rồi. Đó, thì các bạn có thể nghiên cứu một cái app như thế này nhé các bạn nhé. Đấy, mình chia sẻ với các bạn một cái mẫu. Đây là mẫu Noel. Đấy, trong cái dịp Noel này. Đấy, sau đó các bạn ấn save album nhá. Đấy, rồi ok. Đó. Thế chúc các bạn thành công nhá. Nếu như bạn nào có vướng mắc gì thì hãy truy cập vào cái link nhóm Zalo mình để ở đây. Đây là cái nhóm mà mình sẽ chia sẻ những kiến thức miễn phí 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Các bạn hãy truy cập vào trong nhóm để chúng ta có thể là học hỏi lẫn nhau và chia sẻ những cái kỹ năng các bạn nhá. Chúc các bạn thành công.